Rồi sau khi chúng ta đã đưa các dữ liệu mà tạo cái phần cái bài tập ở trên cái Google Form vào trong này xong rồi đó, chúng ta làm chừng 4-5 câu tượng trưng đi ha, tập cho quen rồi chúng ta chuyển sang cài đặt. Đây là cái chỗ mà chúng ta hay gặp khó khăn nhất. Bước đầu tiên đặt làm bài kiểm tra, bật lên, phải bật nó lên là mới thành bài kiểm tra được. Kế tiếp là công bố điểm ngay sau mỗi lần nộp. Ok, bật chọn. Cho học sinh xem câu trả lời sai, bật. Cho coi câu trả lời đúng, bật. Cho giá, cho tổng số điểm, bật. Như vậy chúng ta bật 4 cái nút này thôi nha. Như vậy chúng ta bật cái phần đặt làm bài kiểm tra xong rồi chúng ta cho coi điểm sau là mỗi lần nộp và cho câu coi câu trả lời sai, câu trả lời đúng và điểm. Ở đây mặc định Google nó cho mỗi câu một điểm, mình có thể điều chỉnh được khi chúng ta đặt cái đáp án. Ở phần câu trả lời chúng ta tắt hết mọi thứ nha. Không cho chỉnh sửa câu trả lời sau khi nộp. Ở trang trình bày thì chúng ta chỉnh sửa như thế này. Cho phần là em đã làm bài xong. Đó, mình sửa câu này lại nha. Còn cái phần hiển thị khác mình tắt. Ở các nút khác chúng ta tắt hết đi các bạn. Chúng ta chỉ mở ngay trang chỗ mà cài đặt á, đặt làm bài kiểm tra chúng ta mở lên. Công bố điểm ngay sau mỗi lần nộp mở lên. Câu trả lời sai, câu trả lời đúng, giá trị điểm chúng ta mở lên. Như vậy mở có 4 nút, 5 nút này thôi nha. Còn lại chúng ta tắt hết. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta trước khi chúng ta mở phát cái này chúng ta kiểm tra bằng cách chúng ta xem trước. Đây là cái mà hiển thị trên cái thiết bị của học sinh nè. Mình sẽ thấy là ôn tập từ vựng bài 4, họ và tên, chọn lớp. Và câu thứ nhất là What animal is it? Và các phương án A, B, C, D. Ha. Rồi, which animal is it? Và có 4 phương án. Rồi, which is an apple? Đó. Học trò sẽ chọn là A, B, C, D. Which is an orange? A, B, C, D. Đó. Còn câu hỏi là How old are you? Cũng A, B, C, D. Thì đây là cách mà hiển thị trên cái của học trò. Thì đây là chúng mới cài đặt xong chúng ta mới kiểm tra thôi. Bây giờ chúng ta đưa cái đáp án vô như thế nào? Sau khi cài đặt bài kiểm tra xong chúng ta quay lại câu hỏi. Ở đây cho hỏi và tên chúng ta click vào. Cho đáp án một điểm này chúng ta chỉnh sửa, click vào đáp án. Cho điểm 0 tại vì câu này không có tính điểm nha. Sau đó nhấn cái nút xong. Chỗ lớp cũng vậy. Cái này không có tính điểm. Do đó ok, không có gì. Rồi chỗ cái ở đây các bạn thấy nó chưa để đáp án lên thì sao? Nếu nó chưa hiện đáp án lên thì chúng ta sẽ làm một động tác ở trên cái thanh trình duyệt, nó có nút là tải mới trang đó, reload this page. Nhấn click trái vào đây một cái để cái phần cài đặt của mình mới tạo ra nó áp dụng lên cái phần câu hỏi. Cho họ và tên chúng ta bật lên bắt buộc ha. Rồi đáp án không điểm, lớp đáp án, click vào đây chọn không điểm tại phần này không phải là câu hỏi và nhấn cái nút là xong. Như vậy cho họ tên và lớp thì không có để tính điểm nha, đáp án là không điểm đó. Bắt đầu qua câu 1 trở về sau thì chúng ta kiểm tra cái câu chúng ta chọn là click vào cái câu hỏi. Click vào câu hỏi thì có chữ đáp án hiện lên, click vào đáp án. Điểm đến là một rồi, bây giờ mình chọn cái đáp án đúng thôi. Hot, chúng ta click vào đây, đáp án đúng nha. Rồi chúng ta chọn xong. Tiếp tục câu 2, mình click vào câu số 2. Click vào thì nó mới hiện lên chữ đáp án nha. Lúc này mình chọn cái đáp án đúng. Mình phải xin lỗi. Chúng ta phải click vào chữ đáp án nha. Coi điểm là một điểm chưa, rồi sau đó chúng ta mới click vào cái đáp án đúng. Sau đó chúng ta mới chọn chữ xong. Đó. Tương tự câu số 3, hãy click vào câu hỏi trước. Click vào đáp án. Rồi chúng ta click vào cái phương án trả lời đúng. Rồi click vào chữ xong. Đó. Quy trình này sẽ làm lần lượt từng câu hỏi một. Rồi câu hỏi kế tiếp là câu hỏi số 5, số 4 gì đó. Chúng ta click vào câu hỏi. Click vào đáp án. Coi số điểm ok chưa, chỉnh sửa lại.
bạn muốn cho câu này 2 điểm, câu kia 3 điểm, chúng ta sẽ chỉnh chỗ này. Rồi chúng ta orange, chúng ta chọn câu trả lời đúng. Sau đó chúng ta chọn xong. Rồi tiếp tục chỗ how I honor you, click vào câu hỏi. Chọn đáp án, kiểm tra điểm. Chọn cái phương án đúng và chọn chữ xong. Đó. Thì sau khi từng bước như vậy thì chúng ta mới hoàn thành cài đặt thành bài kiểm tra. Bây giờ chúng ta coi bài kiểm tra này một lần nữa nha. Chúng ta click vào cái preview kiểm xem trước để mình coi bài kiểm tra này một lần nữa. Và mình bắt đầu mình làm thử luôn. Rồi mình chọn lớp luôn, mình làm thử nha. Which animal có điểm này nè. Mình chọn là buffalo chẳng hạn đó. Mình chọn sai một câu đi. Rồi. Apple. Đó, mình tự mình làm thử luôn, mình coi nó như sao đó. Rồi chúng ta chọn gửi. Thì lúc này có chữ là hệ thống nó ghi câu trả lời của bạn và xem điểm số. Click vào đây. Lúc này tổng số điểm là 4 điểm trên 5. Câu nào sai nó hiện lên, câu đúng nó hiện lên cho mình, cho học trò biết luôn nha. Câu sai cũng hiện và câu đúng cũng hiện. Và cách này thì chúng ta gửi bài ô làm bài tập ôn tập rất là dễ cho phụ huynh để phụ huynh tiếp ôn bài cho học trò, và học phụ huynh sẽ rất thích chuyện này. Cũng như khi làm bài trên lớp thì học trò sẽ thích hơn nha. Thì sau khi bằng này xong thì chúng ta cứ việc xin lỗi, làm bài này mới đúng nè. Thì chúng ta làm tương tự như vậy, chúng ta coi mình làm thử nó như thế nào nha. Như vậy là khi trên cái phần Google Form của mình thì mình thấy có một học sinh trả lời và số điểm sẽ là 4 trên 5, ví dụ như vậy đó. Thì đây là cách mà chúng ta theo dõi học sinh làm bài. Sau khi chúng ta cho học sinh làm trong bao lâu mình sẽ biết được bao nhiêu người làm và kết quả là bao nhiêu ha. Còn khi mà mình không muốn cho học sinh làm, ví dụ như mình cho học sinh làm trong vòng một tuần hết tuần rồi mình không cho làm nữa thì mình tắt cái này nè, chấp nhận phản hồi, tức là mình tắt đi, thì dù có đường link bài này cũng không có mở lên được. Thông thường thì chúng ta không tắt nếu mà là bài cho học trò nó ôn tập. Rồi thì đây là cách chúng ta làm cái bài tập trên cái Google Form, bài tập kiểm tra cho học sinh tiểu học rất là hay. Phụ huynh có thể tham gia cùng học với học trò, với con của họ. Rồi cái clip này sẽ dừng lại đây và tôi sẽ gửi cái cho các bạn qua Zalo.